Xin chào bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái dịch vụ của bảo mật nâng cao của Google. Thì đây là một cái dịch vụ có thể giúp cho các bạn nâng cao cái tính bảo mật đối với cái tài khoản của các bạn. Thì cái dịch vụ này nó sẽ ở một cái mức độ gọi là mức độ vật lý. Tức là khi mà các bạn sử dụng cái dịch vụ này thì các bạn sẽ cần phải sử dụng một cái thiết bị ngoại vi để có thể đăng nhập được vào cái Google, chẳng hạn là Gmail hay là Drive. Nó khác so với các cái gọi là tính năng xác thực hai bước như qua SMS hay là qua email. Trong cái video này mình sẽ giới thiệu với các bạn cái dịch vụ này. Cái dịch vụ này được gọi là Google Advanced Protection, tức là bảo mật nâng cao. Thì cái dịch vụ này nó sẽ cần một cái thiết bị ngoại vi. Đây, hình minh họa. Các bạn có thể thấy nó giống như một cái cổng USB. Đấy, tức là khi mà các bạn muốn đăng nhập, muốn truy cập vào Google, cái tài khoản Google của các bạn, thì các bạn sẽ cần với cái thiết bị này. Đây là đối với việc các bạn truy cập ở trên laptop hoặc là PC, thì các bạn sẽ cần cắm cái thiết bị này vào thì mới có thể truy cập được Google. Đấy. Còn khi mà truy cập ở trên các cái thiết bị không dây smartphone thì các bạn sẽ cần phải dụng một cái thiết bị kết nối không dây. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Các bạn muốn đăng ký cái dịch vụ này thì các bạn sẽ vào Google, các bạn gọi cho mình Google Advanced Protection. Đấy. Thì cái kết quả tìm kiếm đầu tiên đây, trang web của nó là landing.google.com Advanced Protection. Đấy. Thì vào đến cái trang này thì nó sẽ cũng có một số cái phần giới thiệu qua. Đấy. Chẳng là bảo vệ các bạn khỏi cái cuộc tấn công có chủ đích. Đấy. Khi mà các bạn sử dụng được cái dịch vụ này thì nó sẽ giúp cho các bạn tránh khỏi những cái rủi ro ở một cái mức cao nhất. Chẳng khi mà các bạn bị mất mật khẩu, các bạn để lộ mật khẩu ra thì các bạn sẽ không bị truy cập tài khoản trái phép, tại vì muốn truy cập thì các bạn cần phải có một cái thiết bị ngoại vi như mình vừa mới giới thiệu với các bạn lúc nãy thì mới có thể truy cập được. Đấy. Thì các bạn vào được đến cái trang này, các bạn vào chọn vào cái phần bắt đầu thì cái việc mà đăng ký nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn đăng nhập vào cái tài khoản Google của các bạn. Và khi sau khi mà đăng nhập xong vào cái tài khoản Google thì nó sẽ hiện ra cái bước tiếp theo. Đấy. Đến cái bước này thì các bạn có thể sử dụng, các bạn là trong này nó sẽ đưa ra một cái phần các bạn là ở quốc gia nào. Đấy. Và các bạn sẽ cần phải có hai cái thiết bị khóa như này, một cái thiết bị để dự phòng hoặc một cái thiết bị để mở chính. Đấy, thì có thể là cái khóa, một cái khóa không dây. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, cái khóa này nó sẽ giúp cho các bạn có đăng nhập vào trên các cái thiết bị không dây hỗ trợ Bluetooth. Đấy. Tên thiết bị của nó là Face Tian Multipass Fido. Đấy, nếu mà chưa có các bạn có đăng ký mua đây thì cái sản phẩm này thực ra nó cũng chưa có ở Việt Nam. Nên các bạn có thẻ thanh toán quốc tế thì các bạn có thể mua được cái này. Cái này ở Việt Nam nó cũng chưa phổ biến. Đấy, đây là mua cho một PC, đấy, hai PC và ba PC. Đấy. Thì đây là mở khóa không dây. Đấy, để giúp cho các bạn có thể mở khóa trên các cái thiết bị Bluetooth, hỗ trợ Bluetooth như smartphone hay là laptop. Đấy, còn một cái khóa là khóa dự phòng, là cổng USB. Đấy, nó sẽ hoạt động ở trên máy tính. Thì khi mà các bạn sử dụng máy tính PC cũng có thể là laptop, các bạn muốn truy cập vào Google thì các bạn sẽ cần cắm cái khóa này vào thì mới có thể truy cập được. Thì cái khóa là tên là Yubico U2F Security Key. Thì các bạn cũng cái này cũng không có Việt Nam nên không có, thì các bạn vẫn sẽ phải mua ở bên mua ở nước ngoài. Đấy, thì sau sau cái bước này thì các bạn là chọn những bước tiếp theo.
Thì sau khi mà đăng nhập xong đấy, thì các bạn sẽ đăng ký, các bạn đến đây các bạn đăng ký khóa bảo mật của các bạn. Các bạn chọn một cái phần thêm khóa bảo mật, thì tại đây là sẽ có hai cái khóa bảo mật, một cái là không dây, còn một cái là cổng USB. Đấy, thì các bạn chọn thêm ở đây. Đấy, sau đó các bạn là cắm, nếu như đối với các thiết bị như cổng USB thì các bạn sẽ cắm vào, thì trên Google trên cái này nó sẽ tự động nhận diện. Còn đối với cái thiết bị không dây thì các bạn là bật Bluetooth ở trên PC, các bạn bật cái thiết bị này lên thì nó cũng sẽ tự động nhận diện. Đấy. Thì ở đây mình không không có phần cứng nên là mình giới thiệu các bạn qua thôi. Còn thực ra thì cái việc đăng ký này nó cũng rất đơn giản. Đấy, sau đó các bạn ấn tiếp tục và sau đó là OK. Đấy, sử dụng này nó cũng rất đơn giản.